Sau khi mở rộng đối tượng tiêm sởi và rubella, số trẻ mắc bệnh sởi trong năm nay đã giảm 8 lần so với năm ngoái, đặc biệt giảm khoảng 400 lần so với năm 2014 khi dịch sởi bùng phát. Trước đó, trong năm 2014-2015, chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella đã tiêm cho gần 20 triệu trẻ từ 1 đến 14 tuổi. Các chiến dịch giúp giảm nhanh số mắc sởi chỉ ghi nhận 34 ca mắc năm 2016, giảm 442 lần so với năm 2014 và giảm 8 lần so với năm 2015. Đặc biệt, trong năm 2016, gần 1,8 triệu người từ 16 đến 17 tuổi đã được tiêm phòng vaccine sởi rubella, đạt tỷ lệ 94,9%. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh hiện còn thấp, trung bình đạt trên 60%, một số địa phương chỉ đạt 20-30%. Trong năm 2017, cơ quan y tế sẽ thực hiện tiêm chủng tại nhà ở các vùng sâu, vùng khó khăn nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ tại các địa phương này.